Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà mặt tiền đường nằm trên trục đường nhánh đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 16m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh cũng như phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng hướng đông bắc, phù hợp trên hàng thuộc mệnh Tây Thế Trạch. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà với con đường rộng lên đến 6-7m. Và phía trước căn nhà mình thì mình sẽ có vỉa hè lên đến 4m. Thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty thì mình có thể để được rất là nhiều xe gắn máy ở phía bên ngoài. Cũng như là căn nhà mặt tiền đường thông từ trục đường Hào Huy Giáp ra trục đường bờ kênh và ra sông Sài Gòn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Phía bên ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 4m đấy, mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa cuốn phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm chiên pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa được các anh chị thiết kế đưa ra phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách trên dưới tầng trệt. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm và kệ để tivi. Hai bên tường thì cũng được các anh chị dán giấy và ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Và bên trên mình sẽ có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực cầu thang của căn nhà. Thì với cầu thang căn nhà mình được các anh chị thiết kế nép sang một bên, cho nên là khu vực không gian ở dưới tầng trệt rất là thoáng. Và phía đối diện với là cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ để mình để trưng bày rượu và mình có những cái chai rượu cũng đã được các anh chị sắm sẵn để tặng kèm lại hết cho khách hàng. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 4 ghế được các anh chị sắm sẵn để tặng kèm và tủ bếp, kệ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là bền và rất là đẹp. Phía sau thì mình sẽ có cửa để đi ra khoảng sân phía sau cũng như cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và một bên thì được anh chị thiết kế ở cho mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực không gian phòng phòng khách và khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền đường thuộc đường nhánh của trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán với căn nhà mặt tiền đường. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm và mình có kệ để tivi cũng như là những máng tường được các anh chị ốp nhựa, hoa văn gỗ, hoa văn đá trang trí rất là đẹp. Và phía sau thì mình sẽ có một bộ cửa sổ bốn cánh mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu, khu này thì mình có 6 căn thì đã bán được 4 căn rồi, chỉ còn lại 2 căn nhà. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà mặt tiền đường để giới thiệu đến khách hàng và chỉ với giá từ 5 tỷ 050 triệu đến 6 tỷ còn thương lượng là quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình một trong những căn nhà mặt tiền đường nằm tại khu vực này. Và phía đối diện thì mình cũng có một căn nhà mặt tiền đường đã qua sử dụng và với bề ngang lên đến 4m và chiều dài lên đến 19m và được đúc kiên cố một trệt và tới 3 tầng lầu thì đang được anh chị chủ nhà gửi bán bên nhà đất Hoàng Tiến chỉ với giá 4 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Là quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình một căn nhà mới hoặc là một căn nhà đã qua sử dụng và chỉ với giá hơn 4 tỷ. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Nhà đất Hoàng Tiến xin chiếu sơ qua căn nhà mặt tiền đường phía trước. Đây là căn nhà mặt tiền
đường phía trước căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang giới thiệu đến nhà. Với căn nhà phía trước này thì đã qua sử dụng rồi, cho nên là chỉ với giá hơn 4 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà, cũng như là được thiết kế rất là đẹp này. Đây là không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, và nhà vệ sinh căn nhà mình thì được các chị thiết kế rất là dài. Bên trong mình có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm, massage và vách ngăn tắm kính. Và với phòng ngủ ở căn nhà thì các chị thiết kế rất là rộng, rất là thoáng. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển sang khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Với căn nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ chính thì đã được các chị full nội thất 2 phòng. Còn là 2 phòng bên trên thì anh chị đang để trống. Và nếu gia đình có nhu cầu cần đóng thêm nội thất thì chị sẽ hỗ trợ cho gia đình, cũng như là đóng nội thất hoàn thành 2 phòng ngủ ở phía bên trên. Thế mình sẽ có một căn nhà hoàn thiện với 4 phòng ngủ được tặng kèm full nội thất. Và với căn nhà mặt tiền đường này thì đang có bể ngang lên đến 4 mét, và chiều dài căn nhà mình lên đến 16 mét, và được các chị đúc kiên cố tới một trệt và tới một lửng và tới 3 tầng lầu. Và mỗi lầu thì mình sẽ có 2 phòng ngủ chính và 2 nhà vệ sinh. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ lầu 2, phòng ngủ phía trước căn nhà. 2 phòng ngủ bên trên này thì anh chị đang để trống. Và chỉ với giá 6 tỷ còn thương lượng là khách hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà ở mặt tiền đường mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang giới thiệu đến cho khách hàng. Và căn đối diện thì đang có bề ngang lên đến 4 mét và chiều dài lên đến 19 mét, và được các chị đúc kiên cố một trệt và tới 3 tầng lầu. Và căn nhà đã qua sử dụng rồi thì có giá mềm hơn, chỉ với giá 4 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng. Và đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà mặt tiền đường này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nó hàng đi xem. Một căn nhà nằm trên trục đường nhánh của trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với trường Cao đẳng Điện lực cũng như là chợ Thạnh Xuân và Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân. Và với căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường chính, chỉ cách trục đường chính đường Hà Huy Giáp tầm cỡ khoảng độ 100 mét thôi. Và quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền đường, và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà vừa mới được xây dựng xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực phía bên trên, khu vực lầu 3 căn nhà sẽ có một cái sân thượng ở phía sau để phơi đồ, và bên trong mình có một cái phòng. Và phía trước thì sẽ có không gian phòng thờ rất là rộng, được các chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá 6 tỷ còn thương lượng là khách hàng sống ngay cho mình căn nhà mặt tiền đường. Và căn nhà đối diện thì chỉ có giá hơn 4 tỷ thôi. Thì quý khách hàng đang xem video nhớ đăng ký kênh, thì nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và căn nhà mặt tiền đường hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang giới thiệu với khách hàng là căn nhà mặt tiền đường nhánh của trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì nằm trên trục đường nhánh đường Hà Huy Giáp, thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Hà Huy Giáp nối dài với lại trục đường Nguyễn Oanh để mình về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.